Đúng như thông tin từ trước đó, hãng Mitsubishi đã chính thức giới thiệu dòng MPV cỡ nhỏ Spander phiên bản mới với thị trường Thái Lan trong triển lãm Bangkok International Motor Show 2022. Đáng tiếc là giá xe Mitsubishi Spander 2022 tại thị trường Thái Lan vẫn chưa được công bố. Dự kiến, hãng Mitsubishi sẽ chốt giá cho mẫu MPV 7 chỗ này tại Thái Lan vào tháng sau. Thái Lan trên thực tế là thị trường Đông Nam Á thứ ba đón nhận Mitsubishi Spander 2022 sau Indonesia và Philippines. So với xe ở hai thị trường kể trên, Mitsubishi Spander 2022 dành cho Thái Lan không có gì khác biệt về thiết kế nội ngoại thất. Ở phiên bản mới, mẫu MPV này không thay đổi nhiều về kích thước, trừ chiều cao gầm. Theo đó, chiều cao gầm của xe đã tăng thêm 15mm lên 220mm, tương đương một số mẫu SUV. Nhờ đó, đây là một trong những mẫu MPV cỡ nhỏ có gầm cao nhất trên thị trường. Sự thay đổi này cũng giúp Mitsubishi Spander 2022 phù hợp với điều kiện đường xá ở các nước Đông Nam Á hơn. Bên ngoài, Mitsubishi Spander 2022 đã được cải tiến về thiết kế, nhất là phần đầu xe. Tại đây, mẫu MPV cỡ nhỏ này có thêm lưới tản nhiệt, đèn pha, giải đèn LED định vị ban ngày và cản trước mới. Trong khi đó, thiết kế sườn xe không có gì mới, ngoài bộ vành la răng 17 in mới với thiết kế 5 chấu kép, sơn hai màu thể thao hơn đằng sau, Mitsubishi Spander 2022 được trang bị cụm đèn hậu LED và đèn phanh LED mới. Ngoài ra, mẫu MPV cỡ nhỏ này còn có tấm ốp gầm màu bạc dưới cản sau và đèn phản quang nằm dọc mới. Bên trong xe, Mitsubishi Spander 2022 có thêm mặt táp lô giống Outlander mới và vô lăng ba chấu tương tự Evo X. Bên cạnh đó là hệ thống điều hòa với màn hình hiển thị LCD và nút chỉnh dạng cuộn mới. Ở hai góc mặt táp lô giờ đây có thêm cửa gió điều hòa hình chữ nhật với viền kim loại mới. Tại thị trường Thái Lan, mẫu MPV7 chỗ này được trang bị màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 8 in mới, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Chưa hết, xe còn có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời mới. Hiện hãng Mitsubishi chưa công bố thông tin về động cơ của Spander 2022 tại thị trường Thái Lan. Theo tin đồn, xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít như cũ, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ này sẽ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Eco Dynamic CVT mới thay vì hộp số tự động như cũ. Ngoài ra, xe tại Thái Lan còn không có hộp số sàn như Mitsubishi Spander 2022 ở Indonesia. Theo hãng Mitsubishi, hộp số Eco Dynamic CVT chẳng những giúp giảm lượng xăng tiêu thụ mà còn xăng số mượt mà hơn. Đáng tiếc là trang bị an toàn của Mitsubishi Spander 2022 vẫn khá cơ bản với hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Sau Thái Lan, Mitsubishi Spander 2022 dự kiến sẽ sớm về Việt Nam. Tin đồn cho biết, mẫu MPV cỡ nhỏ này sẽ trình làng tại Việt Nam vào tháng 6 năm nay. Xe cộ XXX